Sếp giao cho việc tính số giờ làm việc của nhân sự. Cứ tưởng chỉ cần lấy giờ ra trừ giờ vào, đóng ngoặc rồi nhân với 24 là xong. Ai dè ra số âm với những trường hợp làm ca đêm. Bạn xử lý thêm một chút như sau nhé. Bằng if mở ngoặc nếu như giờ ra lớn hơn giờ vào chấm phẩy thì sẽ trả kết quả là giờ ra trừ giờ vào đóng ngoặc nhân với 24 chấm phẩy. Nếu không thì bạn sẽ trả kết quả như sau. 24 cộng với lại mở ngoặc giờ ra trừ giờ vào đóng ngoặc nhân 24 đóng ngoặc để kết thúc hàm if. Enter. Tích đúp vào đây để copy công thức của bạn. Như vậy là xong. Bạn đã tính được giờ làm việc của cả những trường hợp giờ ra là ngày hôm sau, còn giờ vào là ngày hôm trước nhé. Giờ thì không sợ tính giờ làm việc nữa nhé. Bạn đừng quên thực hành và xem tiếp các video sau nhé.